Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mì Siêu Tim Cật, nơi mà chúng tôi review phim Nhật. Đúng đấy, nơi mà chúng tôi review phim thật. Và thực ra cũng không phải review, mà chỉ là những cảm nhận ngay đầu tiên của chúng tôi sau khi đi xem phim về. À, và lưu ý là tôi và em Nghĩa thì không phải là những người có chuyên môn về điện ảnh, mà chỉ là những người yêu thích phim. Nên là The Review sẽ hướng tới là kênh về điện ảnh, không có chuyên môn về điện ảnh lớn nhất trên YouTube Việt Nam. Kênh nghe tệ đấy nhỉ? Thì chúng tôi vừa đi xem phim Làm Giàu Với Lũ về. Làm rồi với ma về Làm rồi với ma, okay. Thì về cái bộ phim này thì thôi mình nói luôn về Con Voi Trong Phòng nhé. Thực ra em cũng muốn nói ở đây là mình đi xem bộ phim này không phải là mình ủng hộ bộ phim này, mà chẳng qua là mình, đây là công việc của mình. Anh em dén này, dén quá. sợ quá sợ bị chửi. Bị chửi thôi. Thực ra là bọn tôi đi xem bộ phim này để bọn tôi chẳng may là ăn cái bát đấy thì bọn tôi ăn trước cho để giúp mọi người. Bọn tôi ăn giúp mọi người rồi bọn tôi chia sẻ quan điểm xem nó là bát gì, đúng không? Xem nó là bát gì. Nhưng mà đấy, chắc là phải có một cái gọi là màu đầu trước là phim này có Hoài Linh. Thực sự là phim này có Hoài Linh là một cái nhân vật mà chúng tôi không hề muốn động đến. Rất gây tranh cãi và rất nhiều rủi ro, đúng không? Chắc chắn rất nhiều rủi ro. Nhiều rủi ro cho nhà làm phim là đầu tiên ấy. Tại vì như vừa rồi tôi với em Nghĩa vừa lên mạng đọc những bài review sớm này, và kiểu lắng nghe mình vừa social listening ý, là vừa xem cộng đồng mạng nghĩ gì, thì vẫn là câu chuyện là 14 tỷ này, đúng câu rồi. Chuyện ăn chặn này, rồi là có những người còn comment là kiểu tại sao nhà nước vẫn chưa vào cuộc để thanh phong sát như thế này. Nói chung là cộng đồng mạng rất là tẩy chay Hoài Linh. Thì câu hỏi đầu tiên trong đầu bọn tôi là tại sao chúng tôi lại làm video này là một. Thứ hai, tại sao đạo diễn lại mời Hoài Linh, một nhân vật gây tranh cãi như thế? Đúng. Thì có phải là hay họ không cần tiền à? Bởi vì nếu mà có Hoài Linh vào phim là chắc chắn em không xem. Nó là một cái nước đi. Thế à? Để em giải thích. Bởi vì công việc nên em xem. Còn em sẽ không bao giờ tự ra rạp để xem phim có Hoài Linh đóng. Đấy là trên phương diện của một người... Mày thực sự như thế luôn đấy? Trên phương diện của một người xem đời tư. Tại vì em là một người rất thích lên mạng đọc tin tức và em quan tâm đến đời tư của các nghệ sĩ. Thì đúng là nếu mà đời tư như thế thì nhiều người sẽ không ủng hộ nha. Đó, hợp lý. Từ góc độ của anh thì nó sẽ là một cái nước đi cực kỳ rủi ro, đúng rồi, với nhà làm phim, và nó sẽ kiểu nó giống như kiểu một cái đất rừng phương Nam đấy, đúng rồi, nó sẽ tạo ra một cái cú sốc truyền thông khá lớn. Thì chúng ta có thể nói là chúng tôi xem phim không xem đời tư, thì cái đấy chỉ là quan điểm cá nhân của mỗi người thôi. Có thể bạn nghĩ như thế, nhưng mà thực ra là rất nhiều người, rất nhiều nha, sẽ không nghĩ như thế đâu, cho nên là không thể áp đặt những cái suy nghĩ được. Chúng ta sẽ luôn có hai cái trường phái tách ra. Tóm lại là có chú Hoài Linh vào là phim cũng phải phim bắt đầu với điểm âm. Tôi bắt đầu với điểm âm. Kể cả có 9-10 đi chăng nữa thì cũng phải kéo xuống điểm âm. Bởi vì đơn giản là có ai đi xem đâu. Người ta tẩy chay mà, đúng không? Hôm nay chúng tôi đi xem cũng thấy có 5 người trong giảm. 5 người. Nhưng mà hôm nay là xuất chiều sớm đúng không? Xuất chiều sớm. Có khi tôi sẽ tại vì tôi search trên mạng thì thấy có vẻ doanh thu là 2-3 tỷ rồi. Chứ tỏ cũng có người xem. 2-3 tỷ một ngày là bao nhiêu tiền? 2-3 tỷ thì này em xem là khoảng 20.000 vé. Thế vừa? 20.000 vé trong ngày hôm nay. Xuất chiều sớm thì con số đấy thực ra là cũng không tệ đâu. Thực ra là cũng đang kiếm được tiền. Cho nên là sẽ có những người tẩy chay và có những người ta lại không. Đấy là tùy cá nhân thôi. Đi xem phim hay không thì là của các bạn nhé. Đúng rồi, đấy. Tùy các bạn thôi. Okay. Còn bọn tôi chỉ đơn giản là đây là công việc. Và bọn tôi thấy một bộ phim ra rạp, bọn tôi làm review. Thực ra không phải review. Hai này rén thật, nãy giờ mất khoảng tầm 3-4 phút để giải thích vì sao. Bọn tôi giải thích. Chúng tôi không nên bị chửi à? Chúng tôi không nên. Các bạn đừng chửi chúng tôi. Và câu chuyện là chúng tôi có được ăn tiền hay không thì... Rồi ok, rồi xong nhá. Xong Con Voi Trong Phòng nhá. Là đấy, ai cũng biết là đây là một bộ phim của một người đã gây ra nhiều tai tiếng. Mà nhá, có khi là cái câu chuyện của Hải Linh còn căng hơn cả câu chuyện của Trấn Thành. Vì Trấn Thành thì kiểu bị chế meme xong rồi là hay có gọi là bị trêu thôi. Trêu thái độ thứ rồi là hay khóc thứ, đúng không? Còn đây là cái câu chuyện mà người ta nói rằng là cái chú này chú đấy lấy tiền của người khác. Chú ăn chặn tiền của người khác. Nặng. Mà nhá, cái phim này lại nói về nghiệp nữa. Ê! Trong không spoiler. Hoài Linh bị đánh rất nhiều. Trong phim này Hoài Linh bị đánh cực. Thế là thêm một con luận điểm đấy. Nếu bạn muốn xem Hoài Linh bị đánh, bạn nên đi xem phim này. Anh ấy PR. Và sẽ được xem Hoài Linh ăn đánh rất nhiều. Ok nhá. Rồi, ok. Các bạn là với anh từ bé anh cũng không xem Hoài Linh ấy.
nên là Hoài Linh nổi tiếng trong Nam thôi, anh em ngoài Bắc không biết lắm về về con người này và không có nhiều sự kết nối cảm xúc với con người này nhiều ấy. Nhưng mà không có quả phốt 14 tỷ thì chắc cũng không biết nhiều lắm đâu. Ok, thôi rồi. Đấy là xong cái phần mở đầu nhá. Tiếp theo đến cái phần chuyên môn đi. Đúng rồi, chúng tôi không có. Đầu tiên là cảm nhận đi. Xem xong thì mày thấy sao? Em sẽ nói trên phương diện là đây là một vũ trụ mà bộ phim này sẽ không có mặt Hoài Linh. Ai vẫn rén. Sẽ không. Rén thế là tốt. Bộ phim này sẽ không có mặt của Hoài Linh. Và tôi thấy bộ phim này khá là ok. Không, đây là trong vũ trụ mà Hoài Linh không có cái câu chuyện 14 tỷ kia đi. Thì đúng, ok. Thì bộ phim này có thể đạt được điểm 7 đấy. Có thể đạt điểm 7. Vì sao? Vì thì em thấy là câu chuyện kiểu giải quyết được, kiểu vẽ ra được thì giải quyết được. Ít nhất là nó được gói gọn vào một bộ phim tốt. Nó không bị thừa và nó cũng không kiểu sạn quá. Là được. Thế là diễn xuất của một vài người khá ok. Với anh thì nó cũng là một sản phẩm mà anh thấy được đóng gói tốt và mọi thứ được làm mình chấp nhận được và có thể là hay. À, có một cái mà anh thấy phim làm được là họ neo cảm xúc của mình được. Có cảm động, đúng không? Cái đoạn bố tắm cho con ấy. Đoạn đấy là cũng hơi nhá, đấy tí khác ấy. Em thích kiểu đấy à? Ừ, anh thích kiểu đấy. Em lại thích cái đoạn mà ra nhờ cái cô hàng xóm ấy. Chăm bố, thích cái kiểu tình đấy hơn. Tình hàng xóm, đấy. Anh thích kiểu tình bố con hơn, nên là cái đoạn đấy kiểu nghĩa là khi mà ông ấy bảo là tao tắm cho mày từ hồi mày còn 9 tuổi ấy, đến lúc mày lớn ấy. Đấy thì kiểu xong rồi bây giờ thằng con sắp chết rồi bố lại tắm cho con tiếp ấy. Khá cảm động đấy. Ơ. Spoiler alert. Spoiler alert, có spoiler là ông bố là làm nghề tắm cho mình chết đi. Thì không biết có kiểu liên hệ gì không? Ồ, hiện thấy khá kinh. Ôi, mẹ, anh nổi da gà thật này. Thực sự là tôi nổi da gà đấy. Ơ, vậy là phim có đỉnh không nhỉ? Chết. Nhưng hãy nhớ nhé. Phim bắt đầu với âm điểm các bạn nhé. Phim bắt đầu với âm điểm. Nhưng mà nên nhớ đây là vũ trụ mà không có Hoài Linh. Vũ trụ Hoài Linh không có vụ 14 tỷ. Ok. Thì tôi đã cho phim này điểm 7. Còn anh vui vẻ cho bao nhiêu? Kiểu đánh giá chung trước đi. Nghe giống bị chửi nhỉ. Em cho 7 điểm đó, em tự tin em cho 7 điểm. Cái này nhá. Anh mà có người yêu ấy, anh sẽ đi xem cùng. Ok. Tại vì có những bạn kiểu sống tình cảm ấy, đi xem phim này sẽ thấy những người mà kiểu có một gia đình mà kiểu sống tình cảm với nhau ấy, hoặc là cũng có thể là có vấn đề với gia đình và đang rất là vật lộn để kết nối lại với những người trong gia đình của mình ấy, thì xem sẽ cảm nhận được. Vậy đấy là cảm nhận chung đầu tiên của anh em. Thôi, bây giờ sẽ đi sâu vào hơn một chút đi. Sâu hơn đi. Đầu tiên là về câu chuyện. Câu chuyện. Anh thấy câu chuyện thế nào? Câu chuyện. Anh thấy hôm nay anh nhận ra một điều là ở Việt Nam hoặc là ở tất cả đâu để làm một câu chuyện mà ai cũng có thể cảm nhận được thì luôn bắt đầu với những người ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, đúng không? Nghĩa là cái nhà này thì cũng là kiểu nhà ổ chuột ấy, xong rồi là rất là thiếu thốn này, và kể cả những phim khác, những cái phim mà như Shawshank Redemption này cũng luôn phải là đi lên từ cái nghèo, đi lên từ cái thấp nhất để tất cả mọi người đều hiểu được, tại vì là nó là cái sâu nhất và nó rộng nhất ấy, tại vì là cái số người mà khổ và số người nghèo, số người đói nó là đông tập đông nhất mà, nên là nó sẽ chạm được nhiều nhất. Thì ở đấy là hiểu, đấy là nó làm anh hiểu vì sao người ta thường hay chọn cái bối cảnh là từ nghèo đi lên. Nhưng mà cái em nghĩ ở đây là cái câu chuyện như thế, tại sao Việt Nam mình luôn làm như thế? Anh thấy thế không? Chắc đấy là một cách, nếu mà nó không hỏng thì đừng có sửa ấy. Thì đúng là nó không, nhưng mà nó lại cứ kiểu bị luôn ở điểm trung bình. Thì có thể là không phải là cái ý tưởng không hay, mà là cách làm không hay thôi. Đúng là cách làm không hay. Đúng, nghĩa là ở khâu idea ok nhé, nhưng khâu execute nó là một câu chuyện khác nhé. Tại vì nội dung của phim này ấy, thì thực ra không hẳn là spoil đâu, nhưng mà nó cũng sẽ giống bố già của Trấn Thành. Ngay từ vào đầu phim phát thấy như bố già. Bạn cảm giác sẽ cái đây cảm giác đây chính là một bố già của Trấn Thành. Nhưng mà thực ra là bố già tôi chỉ cho 5 thôi. Vì vậy tôi cho 7 thì nó hơi là một phiên bản nâng cấp hơn một chút. Thậm chí bố già anh còn chưa xem. Anh chỉ xem đúng web drama. Bố già là em có đi xem rạp nha. Sau hồi đấy mình hồ đồ thế không biết. Nhưng mà về mặt câu chuyện là tại vì nó, em thấy câu chuyện của phim này nó kể được nhiều thứ hơn câu chuyện của bố già nhá. Là ông bố này là thường xuyên là bị cái gia đình, các anh em trong nhà nói chung là coi thường và đấy lợi dụng lòng tốt, và thằng con nhận ra điều đấy thì thằng con bật lại giúp bố. Nó bé lắm, câu chuyện của bố già nó bé lắm, nhưng mà câu chuyện của phim này nó to hơn ra nha. Sang như vật phụ nữa. Câu chuyện của phim này thì nó mang tính nhân sinh quan nhiều hơn. Nó cũng nhắc đến nghiệp. Anh
cái điều mà anh khá thích của cái phim này ở ngay đầu ấy, là họ có nhắc đến cái nghiệp, mà cái nghiệp không phải là kiểu mình làm ra mình chịu, mà là mình làm ra người thân mình phải chịu. Đúng rồi. Thì nó là một cái có một điểm chạm sâu sắc ở đấy, nghĩa là mình sẽ không thể cùn theo kiểu được là tôi làm tôi chịu, nhưng mà đây tôi làm và những người yêu quý của tôi chịu cơ. Nó sẽ là một cái sự đánh đổi khá hay. Mà thường nhá, là cái nghiệp ấy nó sẽ đến kiểu kiếp sau. Nhưng mà cái phim bây này giờ, bây giờ 4.0 rồi. Phim này luôn nhanh cực, phim này kiểu công nghệ cao. Là nghiệp đến ngay lập tức đấy. Bạn làm được cái này thì người thân của bạn chịu ngay lập tức luôn. Đấy, thấy cái đấy là khá hay, khá sáng tạo. Thế nhưng mình có nên nói qua về cốt truyện đâu? Mình chưa nói về cốt truyện. Chạy nhanh cho qua các bạn về cốt truyện này, là Hoài Linh và Tuấn Trần là hai bố con làm nghề dịch vụ đám tang. Cụ thể là ông Hoài Linh thì ông ấy phải đi dọn dẹp xác chết này, rồi là đi khiêng quan tài chôn người chết này. Không phải là chôn theo kiểu chôn VN mà là chôn thật đấy, chôn đất đấy. Chôn. Nhưng đúng là chôn VN ấy, đúng là chôn VN thật. Chôn người Việt Nam chôn thì gọi là chôn VN. Đấy, thì về sau thực ra tôi với em Nghĩa vào một cái đoạn hơi sau một tí, thì lúc mà tôi với em Nghĩa vào thấy Tuấn Trần đang gặp con ma. Thực ra cũng không thiếu gì đâu, cũng đủ. Con ma bảo con ma nhờ Tuấn Trần đi tìm con hộ. Tìm con hộ. Xong rồi là đổi lại thì con ma sẽ giúp Tuấn Trần kiếm tiền. Nhưng giao kèo là cái tiền đấy nó sẽ phụ thuộc vào phước của Tuấn Trần, và nếu mà hưởng quá phước của mình thì sẽ bị chịu. Thì cái này ấy, nó thực sự nó chạm đến cá nhân anh. Tại vì là đấy là cái câu mà bố anh luôn nói, là kiểu lúc nào cũng chỉ hưởng đúng cái phúc của mình thôi ấy. Hưởng quá thì sẽ kiểu gì có vấn đề. Nói là bố anh thực sự là literally là nói câu đấy với anh luôn. Và từ cái đấy nên là vì là đã có cái điểm chạm như thế, nên là tự dưng những cái gì cái phim nói ra ấy, mình dễ tiếp nhận hơn. Thực ra câu chuyện đấy đối với em thì nó cũng không mới. Thực ra em đã từng xem phim gì đấy, thực ra không phải phim gì đấy, nhiều phim gì đấy nó cũng có cái câu chuyện như thế này rồi. Thế mà đây là lần tôi đang xem. Anh xem ít phim quá. Đây là phim gì mà kể mà em không nhớ. Nhưng mà cái chủ đề như thế là không mới. Ở Việt Nam thì đã có. Việt Nam thì đúng là chưa có. Mà nhá, không, bình thường nhá, cái nhân quả trong phim ý, nó thì cũng có đến với con cái, nhưng mà nó sẽ không phải kiểu như này. Nó sẽ không kiểu nói thẳng tuyệt ra như này, đúng không? Nó sẽ không kiểu cắp quang đến nhanh như thế. Nó sẽ... thì quay lại với câu chuyện tiếp. Thực ra là đến đấy nhá, xong nó lại plot twist đi. Thực ra là mình chỉ cần đến đấy thôi. Tại vì phim này thực ra là có plot twist nhỉ. Khá là plot twist. Hai lần. Hai lần. Mà plot twist quả con ma và plot twist quả Tuấn Trần. Đấy, hai quả đấy thì cũng... Xong rồi có cả plot twist con của con ma. Thì... Ba quả plot twist. Đấy, thì cái plot twist của Tuấn Trần và con ma ở cuối phim ấy, thì anh vẫn đang ở cái đoạn là không biết quả đấy là, nhanh không biết có hay không ấy, đấy hơi nhanh. Chứ mà cái đoạn mà plot twist là em thấy plot twist con ma là hay. Plot twist con ma là hay, kiểu nó cho mình nhìn cái reaction của con ma trước, sau đó nó mới chiếu đến những cái gì đang trước mặt con ma, kiểu tự dưng thì, ban đầu câu chuyện họ kể cho mình là sẽ là mình cứ nghĩ là hành trình con ma đi tìm con nó và Tuấn Trần và bố Tuấn Trần giải quyết câu chuyện đấy như nào. Nhưng đến cái đoạn tự dưng đến giữa phim phát chúng ta biết là con của con ma chết rồi. Thế là mình áo spoiler alert. Spoil các bạn ạ, spoil nhé. Và tôi có spoil đấy. Được. Thì con của con ma chết rồi thì ô thế thì bây giờ như nào, đúng không? Đúng. Lúc đấy mình đúng bị rơi vào cái đoạn là ô áo phết, bây giờ phim giải quyết mọi thứ như nào nhỉ? Tự nhiên giờ thì câu chuyện con ma còn cái gì đâu đấy. Thì đúng. Lúc đầu em còn nghĩ là kiểu nghiệp thế này nhá, khả năng cao ông bố phải chết và thằng con hối hận. Đấy, nhưng mà hóa ra là họ biết mình nghĩ gì đúng không? Bị lừa nhá. Bị lừa hóa ra. Anh có biết không? Thôi thực ra điều này em sẽ nói về sau. Nhưng mà mình cứ nói về câu chuyện đã. Ok. Đấy thì bây giờ ngồi nghĩ lại thì câu chuyện này cũng sao được mà. Nghĩa là... Nhưng mà anh nhớ cái vừa nói không? Trừ 14 tỷ cộng 1 là cảnh tắm con. Là ông ấy tắm con lúc mới đẻ. Ok. Ông ấy tắm con lúc sắp chết. Ok. Ông ấy còn làm nghề tắm cho người chết nữa. Có nghĩa là sau khi thằng con chết, ông phải tắm cho thằng con phát nữa. Đúng chưa? Damn. Tôi đã rất nổi da gà. Ông ấy thực sự nổi da gà. Đây là một chi tiết cực hay. Thôi cộng thêm 2 điểm nhé. 14 tỷ trừ 2 nhé. 14 tỷ trừ 2. Ui, thực ra là tôi thực sự là khi đi xem phim này với tâm thế là anh vui vẻ bảo là đi xem phim này đi thì tôi đi làm kiểu công việc thôi. Thực ra tôi cũng bảo là mẹ phim này chắc chả hay đâu. Mày phải khen cái phim này. Mày đã nhận bao nhiêu tiền của Hoài Linh? Tôi là phải khen cái phim này nhở. Nhưng đấy là khen bên kịch chứ. Đúng rồi, khen bên kịch. Khen bên kịch mà đúng không? Tôi chả khen Hoài Linh tí nào. Chả khen Hoài Linh đâu. Nhưng mà bên kịch ok nha. Nhờ.
Ôi, ôi, biên kịch Việt Nam không được trả nhiều tiền nhưng mà làm tốt phết. Tự dưng đúng không? Ôi. Đúng không? Cái chi tiết em vừa nói với anh cái ảo ao. Ảo chứ. Đấy. Ok, xong phần nội dung chưa? Ừ, thế xong phần nội dung. Sang đến diễn xuất đi. Phần con người. Chỉ nói diễn xuất đây. Ừ. Không, nhưng em muốn nói đến con người trước. Xong phần tìm con người ở đây thì đấy là chúng ta sẽ có đạo diễn. À, hold up. Dạ. Bẻ nhá. Không láo. Không láo nhá. Thôi thì cái giúp người ta nói cho mày trong rào ấy. Đâu. Cái kiểu mà thợ xăm ấy. Thợ xăm thì làm màu mới ra ấy. Còn phim này là phim làm giàu ấy mà. Đảo Vân ấy các bạn. Em biết một người cũng làm giàu ấy mà đấy. Là ai? Câu hỏi lớn giúp của tao rồi, đúng không? Nhưng như cho mày nói ấy. Cái người mà làm giàu với ma da ấy mọi người. Làm giàu với ma da ấy. Hơn 100 tỷ rồi. Đấy là người Nhật đúng không? Vì họ bán xe ma da. Hơn cả Deadpool rồi and Wolverine. Tôi không nói điều. Thì quay lại với câu chuyện ấy. Về con người thì phim này chúng ta có đạo diễn là Trung Lùn. Okay. Chú đạo diễn Trung Lùn này, đây là bộ phim đầu tay của chủ đấy. Đầu tay luôn. Thế à? Thì ta đầu tay là khá được ấy chứ. Thì Trung Lùn này là một người bạn của Lý Hải. Đúng không? Và chú ý mời những ai đóng phim của mình ạ? Chú ý mời Tuấn Trần, Lê Giang. Đấy, những người bạn của Trấn Thành. Những người bạn của Trấn Thành Fellowship. Hội nhân của Trấn Thành à? Hội nhân. Thì chúng ta lại có cả Diệp Bảo Ngọc, nữ chính ý. Diệp Bảo Ngọc thì anh không biết lắm. Diệp Bảo Ngọc lại à. Đây là đóng phim Lật Mặt 6. À thế à? Thì đấy, Diệp Bảo Ngọc lại là Lý Hải Fellowship. Vậy là chúng ta đã có một sự kết hợp giữa những người bạn của Trấn Thành và Lý Hải. Xong lại có thêm cả Hoài Linh. Không. Vũ trụ này không có Hoài Linh. Ok nhá. Từ chối. Vũ trụ của em là không có Hoài Linh, em đừng nhắc đến tên cái đấy Hoài Linh. Ok. Thì đấy, chúng ta có sự kết hợp của những người bạn của Trấn Thành và những người bạn của Lý Hải. Thì đây là hai đạo diễn đang đứng đầu doanh thu phim rạp của Việt Nam. Yeah, nói thì nói đúng không? Kinh ấy chứ, là hội nhẫn này cũng mạnh. Đấy. Khá mạnh đấy. Thì em phải tầm 99% sức mạnh của điện ảnh Việt Nam ấy. Thì cũng khá là Avenger Assemble. Ok. Đấy. Còn tôi chiêu thế thôi. Thì yếu tôi muốn nói đây là một bộ phim đầu tiên của đạo diễn Trung Lùn. Anh không được cười cái tên đấy nữa. Vì chú đấy thực sự để tên như thế. Thì đây là bộ phim đầu tiên thì chú ý cũng khá được. Thế à? Được chứ. Chắc chắn là phim đầu tiên của tao sẽ không hay phim chú ý. Có khi phải nhắc đến cái tên Tuấn Trần một tí. Thì đây là một cái tên là oanh tạc. Oanh tạc rạp chiếu các năm gần đây. Đúng. Năm nào có Tuấn Trần. Đúng. Năm 2022 thì Bố Già. 2023 thì Mai. Mai 24 là Mai. 2024 là Mai. Thì 2023 phim gì không? Không biết, nhưng mà năm nay là có hai quả. Quả Mai và quả Móng Vuốt. Em biết phim Móng Vuốt không? Móng Vuốt là cái gì ấy? Phim con gấu à? Một quả phim kinh dị. Có con gấu CGI lần đầu tiên tại Việt Nam. Thì okay. Phim ấy hơi flop. Thực ra phim ấy kiếm tiền chỉ bằng phim này trong một ngày. Thì đấy. Thì câu chuyện ở đây là rời xa Trấn Thành. Thì Tuấn Trần ra sao? Đặt câu hỏi à? Đấy. Thì câu chuyện ở đây là... Thế cho phép anh trả lời câu hỏi đấy nhé. Thực ra nó có trả lời mà. Thì đấy, thì anh trả lời vì cảm nhận của anh là Tuấn Trần vẫn giữ được cái màu sắc của mình và nó cũng chắc là chưa có màu mới. Ý tôi là đang muốn nói một màu nhưng mà nó giả nói trắng ấy. Mà thực ra là để mà cái anh ấy có được một cái màu mới luôn ấy là một sự đòi hỏi hơi cao từ mình, đúng không? Làm nghề có 2 năm thì người ta có khi là người ta phải làm tốt cái màu anh Tuấn Trần này, anh hơi mới. Đúng không? Rồi người ta bắt đầu nghĩ đến việc là đa dạng hóa sau. Anh này thì đóng chắc ok vẫn tự nhiên đúng không? Okay, vẫn truyền tải được những cái đoạn của phim. Anh ấy đóng rất thoải mái nha. Rất thoải mái, nhưng mà đôi khi cái sự thoải mái đấy thì mình nhìn mặt anh ấy hơi hài ấy. Được. Nên là những cảnh kiểu nó cần động. Sự cảm động thì mình cứ nhìn mình thấy buồn cười ấy. Mà nhớ cái cảnh mà vừa hai bố con vừa biết bị bệnh xong không? Sau rồi cứ kiểu POV nhìn nhau, xong rồi tao nhìn mà Tuấn Trần nó buồn cười. Mặt anh ấy cứ lờ xong rồi anh ấy mỉm cười cho. Tuấn Trần như kiểu là JV đóng phim ấy. Nghĩa là JV đi đóng phim xong đóng cái vai nghiêm túc trong buồn cười. Trông đóng cái vai gì nguy hiểm như sát nhân gì đấy. Đấy, trong buồn cười. Mặt vẫn hài. Mặt nhìn kiểu dâm ấy. Có thể là anh Tuấn Trần là anh tương lai anh ấy sẽ phát triển hơn, nhưng mà hiện tại là trong phim này thì vẫn thấy một cái hình bóng của nhân vật trong Mai.
khoảng tầm đúng 99% là giống nhân vật trong Mai, cứ kiểu cái hơi cái kiểu mà tán gái kiểu đấy. Xong nhí nhố đúng không? Nhí nhố. Có thể là anh ấy hợp không đấy? Có thể là hướng đến trong Mai thì ok ấy, đúng không? Nhưng mà trong này thì sẽ cần cái sự già dặn hơn và hài hước, nhưng mà theo kiểu là trải qua nhiều cay đắng rồi hài hước hơn. Em nghĩ là cảnh đầu phim thì hài hước ok, nhưng mà đến khi những cái câu chuyện mà nó bắt đầu đến đắc, nó đắc hơn rồi và nó nặng hơn rồi thì đừng hài nữa, thì cứ hài. Okay. Lúc nào mà anh ấy cũng làm là cái vẻ mà lúc anh ấy tiêm thuốc ấy thì ok đấy, anh trông chắc là tại cái mặt anh ấy trông thế. Không phải anh xấu xa chứ, nghĩa là tôi nghĩ là ở đây là không hợp vai thôi. Còn anh ấy làm tốt hết sức có thể rồi. Hoặc là cái biểu cảm lúc đấy nó nên, chắc là đúng thật là mình cần thời gian hơn, cần thời gian để anh ấy sương gió hơn, anh ấy trải qua nhiều thứ trong cuộc đời hơn để nó ra được cái nét mặt đấy. Vũ trụ này là không có Hoài Linh nên chúng tôi sẽ không nhắc đến. Thế nên là chúng tôi sẽ nhắc. Có chứ, mà phải review, mà phải review chứ. Tao cho mày nói đấy, chết nhá. Tự nhiên Hoài Linh lại đi cổng dịch chuyển sang đây rồi, nên là chắc có TVA đến. Nên là tôi sẽ phải nói đến Hoài Linh một chút. Thì nếu mà không có phút thì Hoài Linh cũng khá được đây, nhưng mà tại sao nhờ? Tại sao lại có cái quả thì đấy nhờ? Thực ra là gọi là bây giờ nhá, nếu mà không có đây, bây giờ đang mình đang trừ 14 tỷ đúng không? Trừ 14 đang tỷ trừ điểm rồi, vẫn đang âm. Đang âm 14 tỷ điểm đúng không? Được cộng lên khoảng tầm 2 điểm. Thì âm 12 rồi. Là âm 13 tỷ 99 thì đấy, đúng không? Okay. Thì đấy. Thì bây giờ nhận xét thêm về diễn xuất đi. Thì về mặt chuyên môn đi nhé. Thì ok, cũng mà cũng diễn hay. Chú diễn hay, chú diễn có hay. Chú ấy ra được cái vẻ ông bố cũng kham khổ. Kham khổ, rất chịu đựng vì được. Con. Tôi sẽ so sánh nghe hơi kỳ. So sánh luôn. Tôi sẽ so sánh chú đấy với bố già Trấn Thành, bởi vì hai cái vai đấy y hệt nhau. Đúng. Và thứ nhất là cái dâu của chú ấy trông riu. Tức nhiều tiền nên phải làm dâu riu. cái dâu của chú Hoài Linh là trông riu hơn của chú Trấn Thành. Đấy. Cái thứ hai là trông mặt chú ấy khổ thật. Mặt chú ấy nông dân, trông rất khổ. Còn mặt chú Trấn Thành trông sang quá. Trông hơi sang. Mặt vẫn hơi bồng bính đúng không? Chưa gầy lắm. Bồng bính chưa? Mặt của chú Hoài Linh chắc chú già. Chú Hoài Linh trông kham, không khác. Không là kiểu có mấy cảnh mà dẫm phải đinh, vẫn phải đi tiếp, bê tiếp ấy. Đắt đấy chứ. Cái kẻ trông đau ấy chứ. Đắt đấy chứ đúng không? Cảnh đấy khá đắt. 14, trị giá 14 tỷ. Cái đấy là lại phải khen đạo diễn Nhất Trung. À là đạo diễn Trung Lùn. Hỏi Nhất Trung nhé. Chú ấy làm gì? Nhật Trung hay cái gì em không nhớ tên lắm. Nhưng mà chú ấy là Trung Lùn. Hay là chú bên kịch không? Là khen biên kịch à? Thì bây giờ người biết tôi chứ người đạo diễn thì... Vậy thì bây giờ biên kịch Việt Nam vừa không có tiền lại vừa không có credit, nên làm sao mình biết tên cái... mình làm sao mình biết tên biên kịch là ai được mà khen bây giờ? Thiếu research, tí cái lên search mà biết cái thử search xem biên kịch này là ai. Chắc có công, mà công nào về chú Trung Bùn hết thôi. Làm dầu với ma, biên kịch. Khen biên kịch thôi nha, đừng có xuyên tạc là bọn tôi khen cái gì linh tinh. Bọn tôi khen đúng biên kịch rồi đây, đừng có bảo bọn tôi nhận tiền này nọ nha. Thử search biên kịch xem là ai. Ô, không có à? Có đúng đâu. Đạo diễn Nhất Trung thôi. Đúng ra phát đấy là mình phải ngồi lại mình xem. Thôi mình có xem mà nhưng mình không nhớ. Ui, thì... Thôi rồi, ok. Đúng như anh The Deep đã nói. Biên kịch thì làm đích thì có tiền. Credit còn chả ai nhớ rồi nói gì tiền. Đấy. Chính xác là mấy kịch bản thiểu năng ấy. Là mày có viết đấy. Credit là tôi. Nhưng mà không ai biết. Không, có mà, mình có cái video này được thực hiện bởi mà, mày không cho vào chứ. Video này được thực hiện bởi tôi, tất cả video thiểu năng của kênh. Cảm ơn các bạn. Tiếp tục nhận xét về chú Hoài Linh đi. Thôi gọi là chú về video là chú. Đúng là đáng tuổi cha chú. Đáng tuổi cha chú thì gọi là chú nhé. Phải gọi là chú nhé. Ok. Đây, em nhận xét là đúng, nếu mà không có quả phốt thì có khi được ủng hộ. Nhưng mà quả phốt này thì nặng quá rồi. Đúng. Cho nên, còn nếu mà xét về tính chuyên môn, về diễn xuất thực sự thì đúng lại. Em đánh giá là chú ấy có diễn hay. Không có gì chê đúng không? Không có gì để chê. Trừ, thế thì bây giờ cộng vào thành cộng thêm 2 điểm, cộng 12 điểm đúng không? 14, 13 tỷ, 9 là bao nhiêu đấy? Đấy, vẫn âm từng đấy điểm các bạn nhé. Vẫn âm, sớm làm trò nên vẫn thế. Thế còn Diệp Bảo Ngọc thì sao? Một nữ chính hiếm hoi. Chị ấy mai hơi xinh. Mai hơi xinh. Mai này hơi xinh. Thực ra cái cảnh mà chị gào lên trông cũng được nhỉ? Nhưng mà con ma này đều đúng lúc. Diệp Bảo Ngọc con ma này hơi mờ nhạt. Anh thấy làm được vai trò của nó nhưng mà về mặt diễn xuất cũng chưa nổi bật lắm này. Chỉ được cái xinh, anh thấy là rất xinh. Đúng là chỉ được cái xinh. Rất xinh nhưng mà chưa có nhiều đất diễn hoặc là chưa thể hiện được vai trò của con ma lắm. Thế là câu chuyện của chị cũng thế thôi, đến thế thôi. Câu chuyện của chị, thực ra là chị em nghĩ là toát được cái hết câu chuyện của chị là được rồi. Nhưng mà có khi là đạo diễn muốn chọn một nữ chính xinh ấy để cũng hơi kéo kéo một chút người xem. Tại vì nữ chính này anh nghĩ là một người như nào đóng thì sẽ hợp.
À không, chị xinh quá thì tốt là ok mà. Ý là xinh ok mà chứ phải tao có gì đâu. Tôi nghĩ là anh nghĩ là về cái mặt nhân vật con ma này thì anh nghĩ là một người trông như thế nào sẽ hợp. Con ma này là một con ma. Nên là phải khổ hay là vui tươi hay là sao? Chắc là phải, tại vì cảm giác con ma này hơi hồn nhiên. Ừ. Cũng chưa khổ lắm đúng không? Ừ, nghĩa là con ma này nếu mà nó khổ hơn một tí nó kiểu cấp thiết hơn một tí để tìm con nó ấy. Nghĩa là cái này cũng thể hiện sự cấp thiết ra nhá, nhưng mà trông quá sướng để cấp thiết ấy. Ừ, trông vẫn chill quá. Ừ, nghĩa là một người mà, nghĩa là những cái người mà vội ấy, những người là kiểu lúc nào phải vội vàng và phải làm luôn và rất sợ là mất cơ hội của mình ấy, thì trông sẽ khổ hơn một tí. Còn cái chị này trông quá xinh để như thế. Thôi cũng được, thực ra không phải hẳn là một điểm trừ đâu, nhưng mà nó có thể tốt hơn. Ừ thì đấy là cảm giác của mình thôi chứ không phải là đúng hay sai nhá. Còn hình ảnh với này sao? Anh thấy sao? Em thấy nó chính xác là nó trôi nhỉ? Trung bình phim Việt. Ừ, anh thấy nó trôi, nghĩa là không có gì để phàn nàn đấy. Thì nó giống tất cả những cái phim Việt khác anh đã từng xem. Nó có giống Ma Da không? À không, Ma Da thì là một phong cách phim Ma Da là một tia khác à? Tia Ma Da là khác nha, tia đấy 100 tỷ khó ai bì được. Thì cái màu phim này thì nó không đẹp được như Mắt Biếc. Ừ. Nó không đẹp đến mức đấy, nhưng mà được như Mai không nhỉ? Mai à? Phim này chắc là cinematography. Xem nào, có cảnh anh ấn tượng nhất là cái cảnh đang bê quan tài xong rồi là dẫm đinh. Dẫm đinh xong ấy, rồi là có cái góc quay từ lúc lắc ở trên quan tài xuống ấy. Góc đấy là đắt này. Cũng được. Xong rồi là cũng được với anh thôi, em thấy mình. Ừ thì nghĩa là nó có sự đa dạng hơn. Là kiểu POV, dạo này có vẻ mọi người dùng POV nhiều phải. Ma Da dùng POV nhiều. Ma Da thì POV nhiều. Bí kíp thành công của phim Việt. Dùng POV. POV. Các đạo diễn là em xin phép góp ý là các anh cứ học Ma Da. It's POV time. It's POV time. Trước hết anh muốn kiếm tiền cứ vào Ma Da đã. Trả Ma Da. Ừ. Có cái chuyên môn tính sau, kiếm tiền rồi. Thì nói chung là về hình ảnh thì anh không có gì để nhận xét quá nhiều, nghĩa là nó cũng không phải nổi bật nhưng nó cũng ok. Quá. Nó không, nó mấy điểm, nó tầm 6-7. 6-7, ừ. Ừ, điểm trung bình khá. Ừ. Như anh dễ tính thì khoảng tầm 7.5-8, nghĩa là điểm ok với anh. Không, em không thích so kiểu ngang hàng cùng hạng cân kiểu phim Việt so phim Việt. Em thích so phim mình với phim nước ngoài. Ừ thì mới so đấy. Thế thì em cũng sẽ không so những cái phim kiểu Mỹ thì nó không hợp phong văn hóa lắm, thì em sẽ so cái Hàn Nhật. Thì Hàn Nhật em nghĩ là tốt hơn nhiều. Kiểu cảm giác mình sẽ đắm chìm vào trong cái cảnh quan ấy. Cái này cảm giác cứ trôi trôi. Ừ, hôm trước anh đọc một bài trên, không biết là thread hay là Facebook. Họ bảo là cầu xin đấy, hãy phim Việt Nam hãy có thêm nhiều cảnh ăn bún bò Huế, ăn phở, ăn bún đậu mắm tôm đi như là phim Hàn Quốc ấy. Vì phim Hàn Quốc nhá, kiểu bá. Ừ, họ sẽ thỉnh thoảng họ spam những cảnh đấy rất nhiều. Nhưng phim này cũng nhận là xem không có cảnh ăn uống như thế thật. Có đúng cảnh là lộp bánh trưng, bánh tét. Ừ, đấy. Ừ. Lúc mà ở trong rạp ấy, em có bảo anh là phim này có rất nhiều cảnh mà nếu là người Hàn nào thì rất nhiều người ghen. Nhưng bởi vì nó là người Việt Nam cho nên lại không hay nữa. Nhưng mà chắc là như thế, nếu mà trên Facebook đã có như thế rồi nhé, thì những cái lời đấy có khi là sẽ đến tai những người làm phim và họ cũng sẽ dần dần họ nghĩ là nhé. Ví dụ mình xem cái phim này nhé thì thế là có vẻ tương lai đang, sau khi xem Ma Da xong thì xem phim này thế là nó không tệ như mình nghĩ, đúng không? Thực ra mà nói thì phim Việt đúng là thời gian gần đây mới kiểu cũng mới đang bắt đầu xuất hiện nhanh nhản lên thôi. Bắt đầu từ Bố Già, thật là một người tiên phong. Chết. Thực ra là thấy Bố Già làm được tiền. Không, ý đang bảo là không phải Bố Già hay mà là thấy Bố Già kiếm được tiền. Nên các nhà làm phim mới bắt đầu hướng đến phim lẻ, bú thật. Ê, là phải bú thôi. Đấy, tinh, bắt đầu. Tinh tinh. Đấy. Đấy là tiếng 50 triệu vừa được chuẩn cho em nghĩa nhá. Bố Già người tiên phong. Ok. Nhưng 5 điểm thôi nhá. Đấy. Thì... Ok, xong diễn viên nhá. Đấy là không, diễn viên gì nữa. À thế là xong, xong gì vâng hình ảnh. Xong hình ảnh nhá. Còn gì nữa? Âm thanh à? Âm thanh thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Âm thanh mờ nhạt. Nghĩa là nó tạo cảm xúc được, nghĩa là nó có âm thanh. Ý anh ở đây là đây là cảnh vui, nhạc vui cho tao. Ừ đấy. Đây là cảnh buồn, nhạc buồn cho tao. Đúng rồi. Thì nó... Chắc là có cái đoạn tắm cho con thì có cái bài nhạc kia thì nó cảm động hơn. Thế không? Bài nhạc gì cũng được, đừng ấu ơi con ơi. Không được nhỉ. Đừng. Cô Khánh Ly hát rất hay nhưng không phải như thế. Cô Cẩm Ly. Cô Cẩm Ly hát rất hay nhưng không phải như thế. Cô ấy hát rất hay nhưng mà không được ghép vào những cái cảnh phim như thế. Xong rồi nhỉ? Em nghĩ là đủ rồi đấy. Tổng kết lại đi. Tổng kết lại thì trong một vũ trụ mà không có Hoài Linh thì bộ phim này xem được. Là cá nhân em là em cảm thấy không bị bực mình khi ra khỏi rạp. Đúng. Xem Ma Da em xem xong kiểu
wow, my fuck, what I just watched. Đúng, 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 đúng. Đấy, mình vừa xem cái gì vậy? Đó, nhưng mà phim này la lạp kiểu, khá được mà, cảm động quá, cảm động phết. Cái phim này thì đúng là trước khi xem phim và sau khi xem phim, cái trạng thái cảm xúc của mình có thay đổi, nhận thức của mình có thay đổi. Cũng có nhiều bài học đấy. Và có nhiều bài học. À, được một cái là phim này có đạo lý. Có đạo lý. Có nhiều đạo lý. Nhưng mà đạo lý không kiểu đạo lý mồm. Đúng, nó đạo không lý kiểu truyền qua hình ảnh á. Đúng, nó không bị nhét vào mồm. À không, nghĩa là họ có nói ra, nhưng mà họ nói ra trong trường hợp rất ok. Để anh xem lại, anh có nốt. Anh có nốt khi xem tôi phim. Có nốt khi xem phim. Anh khá có tâm. Rồi. À, ở đây có một cái anh có một câu gì không? Anh có trích một câu gì hay khá hay không? Không, nghĩa là ví dụ như cái đoạn quay số ấy, có một đoạn mà con ma đi giúp Tuấn Trần trúng số ấy, thì từ lúc anh xem nhá, thì thông điệp anh hiểu là hóa ra là mấy cái may mắn trúng số ấy là do người âm phù hộ, là do các cụ phù hộ, các con ma tranh giành nhau, các con ma tranh giành nhau, tranh giành phúc của nhau, tranh giành phúc của nhau. Và cái định nghĩa phúc nó sẽ là một cái zero sum game. Cái zero sum game nghĩa là không có ai thắng cả, nghĩa là có người thắng thì kiểu gì cũng có người thua. Đúng. Nên là mình, cái thắng của mình là cái thua của người khác. Đúng rồi. Thì đấy, tranh phúc với nhau đấy. Rồi đấy. Thì như kiểu là lanh thắng bạc bố phải chịu ấy. Đúng. Đấy. Thì nó là một cái đạo lý ok mà nó không bị ép. Thế nó chính là cái câu chuyện nghiệp mà bọn tôi nói từ đầu đến giờ. À, có mấy đoạn cảm động này. Ví dụ như là đoạn Hoài Linh đánh Tuấn Trần xong ấy, xong quỳ xuống tự tát mình ấy. Ừ. Đoạn đấy ok, nghĩa là nó cũng thể hiện là kiểu bố mẹ thường xót con ấy. Thực ra cái bài học đấy là em được dạy rồi. Thế là bố mẹ đánh con một thì bố mẹ đau 10. Ừ. Thực ra là ai cũng, nhiều gia đình cũng dạy đấy đấy. Đấy. Chắc là đấm vợ không thế đúng không? Kiểu bố mẹ nói là tao đánh mày nhưng mà tao cũng không vui vẻ gì đâu. Thực ra hồi nhỏ mình cứ bảo mẹ đau bố lên được. Đúng, đúng, nói đúng. Thế nhưng mà lớn lên mình cũng đúng kìa. Nó ra là ok chứ. Mình đẻ đau ra rồi mình đánh nó, mình cũng xót lắm chứ. À, còn đoạn chi tiết cuối. Cái gì? Món quà. Quả này đắt đấy. Nghĩa là đây nhá, tôi kể các bạn, hoặc là thôi nói lại đi. Bi kịch Việt Nam không có tiền nhưng rất giỏi. Quả này hay đúng không? Nghĩa là lúc Tuấn Trần trước khi chết tặng cho một món quà. Spoiler alert luôn. Spoiler. Tôi nói luôn. Trước khi chết tặng cho một món quà, xong bảo là đây là món quà quý giá nhất của con tặng cho bố. Xong mở ra là cái gương. Damn. Nhìn thấy kiểu con bị mở ra là bí kíp Thần Long Đại Hiệp. Nếu là nó là 10 tỷ thì cũng được đúng không? Hay là 10 tỷ thì sao nhỉ? Mở ra phát thấy bí kíp Thần Long Đại Hiệp. Đó chính là chính mình. Ok. Không 10 tỷ thì cũng vui. Không, như cái gương cũng được, cũng ý nghĩa. Cái gương cũng tốt. Ok. Vậy tổng kết lại đấy. Tôi đã nói rồi. Tổng kết lại thì phim này được anh bao nhiêu? 3. Vũ trụ của anh có Hoài Linh không đã? Âm 13. Nhiều 82, thế. 92 đi. Tôi làm tròn vẫn là âm 14. Nghe anh cộng được 8 điểm. Cộng được 8 điểm. Cộng được 8 điểm. Ừ, cộng được 8 điểm. Ừ. Thì đấy, tôi thì cho 7/10. Ừ. 7/10 là so với tia Việt Nam thôi. Đừng nãy tôi có so với tia Hàn Nhật nhưng mà đấy là mong ước của tôi thôi, chứ thực ra là khó lắm. Còn tia Việt Nam thì chắc được 7/10 đấy. Ok. Trung bình khá. Ok. Các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Các bạn nghĩ sao về việc là cho chú Hoài Linh vào cái phim này, nghĩ sao về cái quả 14 tỷ luôn? Đúng và, rồi. Và nếu mà không có quả 14 tỷ kia thì các bạn thực sự nghĩ gì về cái phim này thì hãy comment bên dưới. Nhưng mà các bạn có đi xem đâu. thì nếu mà kể cả không xem thì các bạn cũng comment bên dưới xem là như nào. Các bạn không xem thì đấy là ý kiến của bọn tôi, các bạn có thể tham khảo được ngay là bộ phim này là như thế nào. Còn nghe một giọng của bọn tôi là biết bọn tôi đã có gì đấy rồi. Có không đây? Tinh tinh không? Có không đây? Tinh tinh không? Xong rồi nãy lên đọc mạng nào comment còn kiểu mấy thằng này ăn tiền của đồng bào miền Trung. Ăn tiền của đồng bào miền Trung à? Tại vì ăn tiền của Hoài Linh ấy. Hay chứ, còn đọc mạng khá hay. Còn đọc mạng khá hài đấy. Và đấy, tôi là Nghĩa. Tôi là Vui Vẻ. Chào và hẹn gặp lại.